con này đỏ, bà này đỏ, ra phát là thấy con này đỏ, bố là bánh bài bánh thịt mẹ luôn. Chứ mà trong cái trận vừa là nghe vừa rồi mà đối giác là nó bỏ nghe ra chắc bây giờ nó cuối cùng nó chẳng làm được cái nồi gì cơ đúng không? Ăn được cái bằng dân cuối cùng ra ngoài chứ nghe trận được lên lên trận vừa lên ba đấy còn lên sớm mà trận đấy chỉ lên đời một sớm và chỉ đi lên sớm nghe trận được lên trận đấy lấy trận đấy không có đồ nó có 7 triệu yêu mãi sau mới ăn được cái bảy yêu rồi và là có phụ sát nhà đường đẹp quá đi alo, vâng chúng ta hãy cùng đến với trận thi đấu tiếp theo thôi. Màn hình máy của game thủ No.1 được cầm Phonesian, còn Hồng Anh là người cầm Summer. Ở phía bên kia có một Egypt và dường như là một Binoan thì phải. Oh no, Phonesian. Không được rồi. Vâng, vừa đi ra khỏi nhà thì nông dân nằm xuống. Rất đáng tiếc các game thủ No.1. Thôi được rồi, tạm thời No.1 là như vậy. Chúng ta hãy chuyển sang màn hình máy game thủ Hồng Anh. Vâng, Samarian là quân của game thủ Hồng Anh trong trận đấu này. Vâng, đồ ăn là không có quá nhiều dành cho game thủ Hồng Anh. Mới thấy bầy hiêu đầu tiên, nhưng cũng không thể đưa được về với nhà chính do vướng một bãi vàng và một bãi đá. Rất may là nó còn nằm bên cạnh cánh rừng. Rất may. Ở trận đấu trước là một bài, một trận đấu vượt khó rất tốt của hai game thủ bên phía Game TV. Hy vọng ở trong trận đấu này, hai game thủ bên phía Game TV sẽ tiếp tục vượt khó được. Khi mà bài của ở trận đấu này là rất xấu dành cho hai game thủ bên phía Game TV. Bài là rất xấu. Thực sự là muốn xem màn hình máy của game thủ Hồng Anh, nhưng Hồng Anh nghèo quá. Thôi tạm thời xem màn hình máy game thủ No 1 trước. Xem những cái nhà quá nghèo thực sự là nó cũng khó. Vâng, No 1 lại là một cái bài, vâng, không phải là quá nghèo, nhưng những đồ ăn, thế của đồ ăn là cực kỳ xấu. Một bầy hiêu nằm dắt với cánh rừng ở phía trong. Rất xấu. Thấy thêm một bãi quả phụ nhưng lại ở quá xa. Thực sự vẫn đang có một cái gì đó vẫn chưa chiều lòng các game thủ cũng như các fan hâm mộ bên phía Game TV. Vẫn đang có những cái gợn gì đó. Vâng, không đạt được chiếc BS ở vị trí này, rất đáng tiếc. Bắt buộc phải kéo nông dân ra phía ngoài để ăn bãi quả phụ. Vâng, sẽ rất lâu nữa thì mới có thể kích được đời. Cố gắng thiết kế chiếc BS nhưng dường như là không thể. 26 nông dân của game thủ No 1. Nhà dân ở 8 phút 3x nhưng mới chỉ có 200 thực. Còn game thủ Hồng Anh, 23 nông dân. Đã kích đôi rồi thì phải, nhưng lượng thực các bạn có thể theo dõi trên màn hình là mới mới 100 thực ở thời điểm này. Rất khó khăn. Bắt buộc phải đóng những chiếc BS có thể nói là chỉ là chay ở phía ngoài thôi để ăn những con hiêu, những con voi. Tham lai. Như vậy là Egypt là người đánh 26 nông dân. Minwan sẽ là người đánh chém bắn máu ở trong trận đấu này thôi. Còn Egypt vẫn là người đánh cung. Màn hình máy của game thủ No.1. Vâng, đang cố gắng khung nhà của mình lại, nhưng thực sự cũng sẽ là rất khó khăn. Tham lai, như vậy là No.1 là người lên đời muộn nhất.
vẫn chưa nhảy đời ở vẫn chưa nhảy đời ở 11 phút 44, chưa nhảy lên đời 2. Đã có giò của cầu thủ Ehe tiến đến nhà cầu thủ N1 ở thời điểm này rồi. Pha vẩy E bắt giò hay không, như vậy là không được. Ehe cũng rất tỉnh táo trong pha điều giò vừa rồi. Vâng, dâng BA lên giữa bản đồ, nhưng liệu có thành công? Vâng, vẩy E giữ dân thôi. Ở thời điểm này thì cứ vẩy E mà giữ dân thôi. Đang cố gắng loay hoay. Vâng, đang cố gắng loay hoay ở cái thời điểm này. Thực là khá nhiều. Chúng ta hãy xem màn hình máy cầu thủ Hồng Anh. Vâng, Hồng Anh bắt đầu đẩy ngựa giò vào nhà của cầu thủ Ehe. Ehe rất khỏe, các bạn có thể thấy là bây giờ đã có hai lạc đà rồi. Con ngựa giò sẽ đi đâu về đâu đây? Và đi sai luôn. Tỷ số là 2-2 ở trong trận đấu này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi để đến với trận thi đấu chung kết nữa.